Chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình quay lại mình làm cái clip thay màn hình của máy Xiaomi Lux Sắc 2 nha các bạn. Đây con này cách xài rồi bỏ để màn hình luôn nha các bạn. Giờ màn hình hết lên luôn nha các bạn. Mình ghim sạc thì máy nó vẫn còn báo nha các bạn. Đây các bạn, máy nó báo nó có âm thanh báo sạc nha các bạn. Này chắc mình nghĩ là do bể màn hình nên màn hình không lên thôi nha. À bây giờ mình tiến hành là mình tháo màn hình này ra nha các bạn. Con này đầu tiên mình tháo màn hình trước nha các bạn. Con này rơi vỡ nó bung màn hình luôn nha các bạn. Mình mới vừa thò nha nó bung lên luôn. Đây các bạn, tiếp theo mình để mình tháo được cái kép màn hình, mình phải dặn cái chụp cái chỗ số kép màn hình ra nha các bạn. Ở đây nó có một dây nối từ trên đây ra nha các bạn. Đây mình tháo dây nối. Đây mình đã tháo được màn hình. Chính giữa nó cũng có cái lỗ để nhận diện cái vân tay giữa màn hình nha các bạn. Đây. Đây là màn hình mới bên mình nha các bạn. Màn hình này bên mình đều có sẵn hàng nha các bạn. Các bạn nào có nhu cầu thích thay các bạn ngồi chờ tầm khoảng 30 đến 45 phút là bên mình đã cái thực sẽ hoàn thành xong nha các bạn. Giờ mình tiến hành gắn cái màn hình mới vô nha các bạn. Thì các bạn mình sau khi mình thay màn hình là máy vẫn còn lên bình thường nha các bạn. Đây máy này mình sạc á, nó vẫn báo hiệu âm thanh á, là nó máy vẫn còn hoạt động nha các bạn. Là mình nghĩ đoán chắc cú là nó sẽ bị lỗi màn hình chứ không có. Nó vô cái một game gì ta. Ở đây nó có cái nút vô chế độ game nha các bạn. Nãy mình lỡ mình bật cái nó bắt đầu nó hiện vô cái mục game. Bây giờ mình tiến hành vuốt cảm ứng cho các bạn xem trước luôn nha. Các bạn cảm ứng vuốt mượt nha các bạn. Sau khi mình test màn hình, bây giờ tiếp theo mình test chức năng nha các bạn. Mấy lúc mình nhận vô mình không có test được do màn hình nó không có lên á. Giờ tiến hành test lại chức năng. Đầu tiên mình test nghe gọi nha các bạn. Đây wifi mạnh nè các bạn.
sau khi mình test xong rồi, giờ mình tiến hành tắt nguồn, mình vệ sinh, tháo màn hình ra, mình vệ sinh cái phần keo còn sót lại cho lúc mình tháo màn hình ra nha các bạn. Sau đó mình tiến hành ráp màn hình. Vô mình dán vô xong cố định thông từng vòng khoảng 15 phút cho nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành mở máy, mình test màn hình lại lần cuối là mình hoàn thành nha các bạn. Mình đã giới thiệu đến các bạn quy trình thao tác thay màn hình của con Luxus 2 nha các bạn. Các bạn nào có nhu cầu tới thay, các bạn hãy liên hệ bên mình nha. Chào tất cả các bạn.